Em chào cả nhà nhé. Đây, khung cảnh Cao Bằng không không khác gì trời Âu là mấy các bạn. Đây, đồi cỏ cháy nhé các bác. Khu vực này là khu vực của đồi cỏ cháy. Giống khung cảnh trời Âu các bạn. Bốn bề là đồi cỏ cháy luôn nha các bác. Quá đẹp luôn. Một khung cảnh không chê vào đâu được. Ở tại Cao Bằng nha các bác. Đồi cỏ cháy đây. Giờ em đang leo lên đến gần đến đỉnh đấy mới quay các bạn. Giờ gần đến đỉnh rồi nha các bác. Bên kia đồi xa xa bên kia mới đẹp đấy các bạn. Đấy mới phải là nó mới có nhiều cảnh đẹp. Nhưng mà bên kia thì đang có mấy đội cắm trại ở kia. Đang có mấy đội cắm trại nên là em lười qua đấy. Em thấy chỗ này nó vắng vắng, em qua đi quay trước. Đây thì hàng năm dân người ta hay đốt đốt chọc hết cả ngọn đồi các bạn, nhưng mà người ta dân vẫn không trồng cái gì cả. Khung cảnh thì khá là đẹp. Đoạn này là ngọn này là khá là dốc nên đâm ra là nhiều người không hay leo. Thì ngọn bên kia thì nó thoải thoải hơn, nhiều người leo hơn và lúc nào cũng đông khách rồi. Toàn các bạn trẻ đi phượt với ô tô, người ta cũng đi cả gia đình leo lên trên tận mé đồi bên kia cơ. Nó thoải thoải hơn. Em quay sơ sơ cho các bác xem vậy thôi. Các bác thấy hay thì cho em một đăng ký với một like với ạ. Em cảm ơn các bác nhé.